Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Cựu trưởng Công an thành phố Phú Quốc bị bắt. Ngày 13 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu trưởng Công an thành phố Phú Quốc, ông Lê Văn Mót, sinh năm 1966, vì liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phú Quốc năm 2022. Cùng ngày, Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của cựu đại tá Mót để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Cuối năm 2017, thời điểm Phú Quốc nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, Đại tá Lê Văn Mót từ vị trí trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, được điều động về làm trưởng công an huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, với nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh được điều động vào đất liền thay vị trí của Đại tá Mót. Kết quả là sau hơn 5 năm, Đại tá Mót giữ chức trưởng công an thành phố Phú Quốc, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nảy nở và manh động hơn. Riêng năm 2022 vừa qua, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, ma túy, gây rối trật tự công cộng. Đỉnh điểm là vụ hơn 70 giang hồ nổ súng, làm 6 người thương vong vì tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc hồi tháng 10 năm 2022. Đầu năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang điều động ông Mót về lại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giữ chức trưởng phòng và sau đó nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024. Trước đó, không lâu, ngày 9 tháng 4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam ông Phạm Văn Huy, cựu Trung tá Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Một lãnh đạo Công an thành phố Phú Quốc xác nhận, vài ngày trước khi bị bắt, ông Huy đã bị cho ra khỏi ngành vì bị tố cáo liên quan đến tiền bạc và mua bán đất đai tại Phú Quốc. 7 năm trước, cựu Trung tá Phạm Văn Huy được nhiều người biết đến trong vụ nổ súng gây xôn xao dư luận tại nhà nghỉ Việt Thanh ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, nay là phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Sau vụ việc này, ông Huy cùng một số cán bộ công an huyện Phú Quốc bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Riêng ông Huy điều chuyển từ đội cảnh sát hình sự về đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Phú Quốc. Đến tháng 3 năm 2024, ông bị cho ra khỏi ngành công an. Cuộc đụng độ nảy lửa của Thái Bớt và Trung Cà Mau. Để giải quyết tranh chấp theo hướng nhanh, gọn mà không cần đến cơ quan chức năng, một số người mua đất sẵn sàng thuê mướn những đối tượng có tiếng trong anh em xã hội để giành đất, chiếm đất và trông coi đất. Ngoài việc đụng độ với băng nhóm của Cường Cô Bê, Thái Bớt cũng trực tiếp đối đầu với Trung Cà Mau, một chùm băng đảng bảo kê liên quan đến đất đai khét tiếng tại Phú Quốc. Vụ việc xuất phát từ quá trình ông Ngụy Văn Khiếu bán cho ông Khúc Văn Đoài khoảng 22.000m2 đất tại ấp Bến Tràm với giá 11 tỷ đồng. Đoài trả trước cho ông Khiếu 1,1 tỷ đồng, số còn lại không trả nên phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Sau khi mua đất của ông Khiếu, ông Đoài đã phân lô bán cho nhiều người xây nhà, trong đó có Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Thìn, Trử Hoàng Nam. Năm 2021, ông Khiếu nhờ vợ chồng Nguyễn Thị Bích Chi và Nguyễn Văn Tuấn tìm cách đòi lại tiền. Tuấn và Chi giới thiệu ông Khiếu gặp luật sư Đỗ Thị Ánh Hưởng ký hợp đồng giải quyết tranh chấp với thù lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc. Theo kế hoạch, bà Hương sẽ làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thửa đất cho ông Khiếu để làm cơ sở giải quyết tranh chấp, cho nên bắt buộc phải đo đạc, xác định vị trí đất. Nhiều lần, bà Hương và Chi đưa người đến đo đạc nhưng không được do bị ông Đoài và Trường ngăn cản. Khoảng tháng 6 năm 2022, bà Hương biết Phạm Anh Hiếu là người có quan hệ rộng, chuyên làm dịch vụ để được cấp sổ đỏ cho các thửa đất ở thành phố Phú Quốc nên cùng với Chi đến gặp Hiếu nhờ vả. Sau khi nghe Hiếu nói việc đo vẽ rất đơn giản, thì bà Hương nói cho Hiếu biết thửa đất liên quan đến Đoài là đàn em của một đối tượng xã hội ở thành phố Phú Quốc và có người đỡ đầu. Lúc này Hiếu nói, thằng Đoài tuổi gì, người đỡ đầu cho thằng Đoài cũng chưa là cái gì, nên bà Hương đồng ý nhờ Hiếu thực hiện việc đo đạc. Sau khi nhận lời của bà Hương và tìm hiểu rõ về đối tượng tranh chấp, Hiếu liên hệ Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bớt, nhờ bảo kê, rào đất, cắt cử người canh giữ đến khi đo đạc và làm xong giấy tờ. Sau khi chốt giá kèo làm đất 4 tỷ đồng, biết nhóm mình không thể thực hiện được yêu cầu của Hiếu, nên Thái đã rủ thêm các đối tượng chuyên tập trung giang hồ bảo kê, giành đất, giữ đất tranh chấp là Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá cùng một số băng nhóm khác tham gia. Khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2022, trên 70 đối tượng chuẩn bị sẵn hung khí tập hợp tại nhà Bùi Minh Trung, tức Trung Cà Mau, ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.
Sau khi thăm dò địa hình, các đối tượng nhận định thửa đất nằm trong đường cùng sẽ có vào không có ra nếu bị bên đoài chặn đánh. Mặt khác, nếu có đo vẽ được sơ đồ đất thì cũng không thể rào được đất và không ai dám xung phong vào giữ đất vì đây là địa bàn của Nguyễn Văn Trường, Khú Văn Đoài và nhóm nông trường. Sau khi bàn bạc, Trung nói, cứ cho anh em vào đo, thằng Đoài thấy quân như thế này sẽ gọi cho anh để đem giấy tờ đất ra đàm phán. Trước khi cả nhóm lên đường, Trung còn dùng điện thoại quay nhiều cảnh của cuộc họp. Để tránh đánh, chém, bắn nhầm người cùng nhóm và lên nhầm xe đối thủ, các bị cáo thống nhất đeo khẩu trang đen, đội nón đen, găng tay và mua hoa cúc vàng cắm trước đầu ô tô để nhận dạng. Trưa cùng ngày, hơn 50 giang hồ cùng Hiếu, vợ chồng Chi, Tuấn đi trên 12 ô tô loại 7 chỗ và 16 chỗ, mang theo nhiều hung khí và 3 khẩu súng. Đến thửa đất tranh chấp, theo kế hoạch, nhóm cho 3 xe dẫn đầu gần 20 người xông vào khu đất, trong khi những người còn lại chia thành 2 nhóm mai phục vòng ngoài, sẵn sàng ập vào tiếp ứng, chặn quân chi viện của đối phương và cảnh giới khi có công an. Một vài đàn em cũng được giao nhiệm vụ thám thính tại trụ sở Công an thành phố Phú Quốc và Công an xã Cửa Dương. Nếu cảnh sát xuất quân đến hiện trường, sẽ báo cho đồng bọn bỏ vũ khí, rút lui. Hay tin có người vào đo đất, Đoàn một mình lái xe về đậu chắn trước đầu đoàn xe nhóm đối thủ. Trường cũng huy động hơn 20 đàn em về tiếp ứng. Trong lúc hai bên xảy ra tranh cãi, Đoàn điện thoại cho Công an và Phó Chủ tịch xã Cửa Dương báo tình hình và nhờ chính quyền xuống can thiệp. Lúc này, biết các đối tượng là đàn em của Trung nên Đoài điện thoại cho Trung hỏi. Sao anh cho anh em xuống đo đất của em? Trung nói không biết đất của Đoài. Nếu Đoài có giấy tờ thì mang ra gặp giải quyết. Sau đó, Đoài và Trung thống nhất chiều cùng ngày, hai bên mang giấy tờ ra giải quyết. Khi nhóm đàn em của Trung chuẩn bị rút quân, Trường lớn tiếng cảnh cáo. Lần đầu, tao bỏ qua. Lần sau đến đo kiểu này, coi chừng không có đường về. Thấy ô tô của Đoài chắn đường, một số đối tượng xuống đẩy xe của Đoài ra thì bị nhóm Đoài và Trường cầm gạch tấn công. Thái gọi cho các nhóm bên ngoài vào hỗ trợ. Lúc này, Nguyễn Văn Quá cầm súng chạy vào hỏi, chơi chưa, rồi bắn nhiều phát để thị uy. Tiếng súng đánh động hơn 50 đối tượng cảnh giới bên ngoài ập vào tấn công nhóm của Đoài, Trường gây náo loạn cả khu vực. Trong lúc truy đuổi, Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn nhiều phát vào nhóm đối phương, khiến Phan Trọng Hải, 24 tuổi và Nguyễn Anh Thư, 26 tuổi tử vong. Trường và 5 người khác bị thương nặng. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, công an đã chặn bắt nhiều đối tượng đang trên đường tẩu thoát và truy bắt thêm nhiều đối tượng lẩn trốn. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị can về tội giết người, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trong đó, Thái Bớt, Phạm Anh Hiếu, Nguyễn Quốc Vinh, Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Văn Hóa, Trung Cả Mau, Võ Văn Lương, Huỳnh Văn Hận có vai trò cầm đầu, những người còn lại có vai trò giúp sức. Ngoài tội giết người, một số bị can còn bị truy tố thêm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 13 bị can bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng, 6 bị can bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Ngoài ra, công an truy bắt khoảng 30 người xuất hiện trong video do Trung Cả Mau quay lại tại cuộc họp và bị nhận dạng có mặt tại hiện trường vụ nổ súng, nhưng chỉ biết biệt danh giang hồ, không rõ nhân thân, lai lịch. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử 70 bị cáo trong vụ giang hồ nổ súng tranh chấp đất ở Phú Quốc, làm 8 người thương vong. Các bị cáo phạm các tội, giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án gây chấn động dư luận xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 27 tháng 10 năm 2022. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.